Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được. Vận đen thì đeo bám, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng, theo phân tích của các nhà tử vi chiêm tinh học, sau khi bước sang ngày 8 tháng 10 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhiều vô kể, khiến làng xóm nể phục, bạn bè kính nể, đi đâu cũng được mọi người coi trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không nhé! Một, tuổi Dần. Vào ngày 8 tháng 10 âm lịch này là thời điểm cực kỳ may mắn đối với những người tuổi Dần và bạn nên nhân cơ hội này để phát triển sự nghiệp của mình. Có thể sẽ có những thay đổi lớn liên quan đến công việc của bạn như thuyên chuyển công tác, thay đổi vị trí làm việc hay những thay đổi trong học hành như chuyển lớp, chuyển trường, thay đổi ngành nghề. Dù thế nào thì bạn cũng hãy cố gắng để thích ứng nhé. Những thay đổi này đều có lợi cho bạn đấy. Trong ngày hôm nay, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp, thậm chí bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Bạn luôn có thể tìm ra cách mới mẻ để hoàn thành nhiệm vụ. Phương diện làm ăn cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, bạn có những suy nghĩ đột phá và sẵn sàng là người dẫn đầu trào lưu. Tất nhiên, để có thể kiếm tiền và rủng rỉnh, va vấp là không thể tránh khỏi, nhưng bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện và vượt qua. Mộc sinh hỏa, gia đình là hậu thuẫn vững vàng cho bạn, người thân luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định, nhờ thế mà bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn. Khi gặp phải khó khăn, bạn cũng biết gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tuất. Hỏa sinh thổ, người tuổi Tuất được tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp mỗi khi về đến nhà. Bạn mệnh ít phải lo chuyện phiền muộn con cái bởi con cái của bạn đều rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thậm chí bạn học được nhiều điều hay trong quá trình nuôi con. Với người độc thân, bản tính hào sảng, tự tin giúp bạn gây được ấn tượng rất tốt cho mọi người, kể cả những người đã quen biết từ lâu và những người lần đầu tiếp xúc. Hôm nay có thể sẽ có người chủ động ngỏ lời làm quen với bạn. Tỷ kiên chiếu mệnh, con giáp này có quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, cho dù trước mắt bạn có đầy rẫy khó khăn đi chăng nữa. Tinh thần nhiệt huyết của bạn thậm chí có thể truyền cho mọi người xung quanh, kể cả tập thể cùng cố gắng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mùi. Vì có được sự trợ giúp của kim dư quý nhân, đặc biệt mùa hè và mùa thu, năng lượng của quý nhân ngày càng rất vượng, rất có lợi cho phát triển sự nghiệp. Trong công việc, sẽ luôn gặp quý nhân giúp đỡ, được cấp trên trọng dụng, bạn bè, đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ, có cơ hội được đề bạt, tăng lương có thưởng. Bên cạnh đó, cục diện hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và nửa kia rất gắn bó. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, bạn biết ai sẽ là người lắng nghe và sẵn sàng làm hậu phương của mình. Chỉ cần nghĩ về gia đình, con giáp này sẽ cảm thấy tràn trề động lực. Với những người còn độc thân, bạn có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Dường như con giáp này đã sẵn sàng để lại quá khứ phía sau lưng và mở cửa trái tim, chờ đợi một người mới đến với mình. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện lại là dấu hiệu cho thấy bản mệnh dễ vướng vào những phi vụ, tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cảm thấy thất vọng vì nhận ra khi cái lợi xuất hiện trước mắt, ai cũng muốn giành về phía mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Tỵ.
Ngày 8 tháng 10 âm lịch này là thời điểm vận may đến với người tuổi Tỵ. Con giáp này luôn mang đến cảm giác thần bí, bởi lẽ họ ngoan cường và không để lộ điểm yếu. Dù sự nghiệp và cuộc sống của họ không tốt, không thuận lợi, nhưng khi bước vào ngày 8 âm lịch này thì mọi việc sẽ lần lượt được hóa giải, liên tiếp gặp may mắn, phúc khí và tài khí sẽ dần dần khôi phục. Luôn là người nhanh nhẹn trong mọi việc, cho nên đôi khi bạn sẽ là người phải gánh vác nhiều thứ. Trong thời gian trước, đã có nhiều lúc người tuổi Tỵ phải thở dài vì những khó khăn, chẳng hiểu vì sao cứ nối đuôi nhau tìm tới bạn. Trong thời gian này, bạn không còn phải chịu đựng nhiều nữa. Những hy sinh của bạn sẽ được người khác nhìn thấy, công nhận. Không những vậy, họ còn sẵn sàng san sẻ với bạn, cho nên bạn sẽ có thể cảm thấy thư thái hơn, tâm trạng nhẹ nhàng, giúp cho người tuổi Tỵ cười nhiều hơn. Thần tài cũng sẽ đến với những nụ cười, công việc của bạn thuận lợi và vấn đề tiền bạc cũng khởi sắc hơn. Tuy chuyện tình cảm không quá thăng hoa, nhưng ở mặt tài chính, các khoản đầu tư của bạn gần như là vô vọng trong các tháng trước, thì trong ngày hôm nay đã bắt đầu có thể thu hoạch được rồi. Nhờ có tam hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình. Người làm kinh doanh ký kết được những hợp đồng béo bở, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng, nên mọi việc càng tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Trong ngày 8 tháng 10 âm lịch này, người tuổi Thân dễ dàng đi tới đỉnh cao trong sự nghiệp, những cố gắng của bạn sẽ được công nhận. Trong thời gian này, sẽ có những việc khó khăn, nhưng rồi rất sớm thôi, họ sẽ được quý nhân trợ giúp và nhanh chóng vượt qua những cái khó khăn đó. Về bản chất, sự may mắn của người tuổi Thân không tự nhiên mà có, mà tất cả đều đã được chuẩn bị từ những tháng ngày trước đó. Bề ngoài thì người khác có thể nghĩ rằng người tuổi Thân rất bình yên, thực chất họ cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng mà đôi khi chính họ cũng không thể giải bày cùng người khác, mà phải tự mình chịu đựng. Sự kiên trì và nhẫn nại đó đã cho họ sức mạnh để bước tiếp. Họ không vì sự mệt mỏi của bản thân mà hoãn lại việc giúp đỡ người khác. Sự tận tụy của họ trong công việc cũng là yếu tố khiến cho người tuổi Thân nhận được sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và cấp trên. Và đó là lý do chính mà mọi người bằng lòng giúp đỡ lại cho họ. Những quý nhân mà người tuổi Thân gặp có thể là bạn bè, là đồng nghiệp, mà cũng có thể là một người lạ mới quen trong thời gian ngắn gần đây. Thực thần soi chiếu, con đường tài lộc của bản mệnh rực sáng, đặc biệt nếu bạn là người làm các công việc tự do, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thương trường nên ngày càng có nhiều khách tới mua hàng hoặc đối tác đến ký kết hợp đồng hơn. Theo tử vi hôm nay, hỏa khắc kim khuyên người tuổi Thân cần phải chú ý đến những đồng nghiệp xung quanh mình hơn, không nên lúc nào cũng chỉ tập trung vào công việc của mình, mở rộng quan hệ sẽ khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Ngoài ra, con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho người nhà, bởi một gia đình chỉ yên ấm khi các thành viên biết quan tâm đến nhau. Bạn nên sẵn sàng nghe người thân tâm sự và đưa cho họ những lời khuyên thật lòng. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong ngày 8 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!